Ba. Ba. Nè. Cái gì? Chuyện gì đây? Ra ngoài đi. Ê. Chuyện gì? Đừng có nhảy nữa mà. Ê, cái chuyện gì đây? Nè. Nó có phải là em trai của con không vậy? Ấy. Nó mắt kinh phong của giống trà. Quả là nó rồi đó. Không phải đâu. Hai mấy năm không gặp mặt. Bây giờ đột nhiên nó lại xuất hiện. Con nghĩ chuyện này hơi quái lạ đó. Có gì quái lạ đâu. Cha đâu phải là người giàu sang chứ. Nếu mà cha giàu sang thì sợ giả mạo lấy tiền của cha. Không có chứng cứ gì hết. Trừ phi... Trừ khi cái gì? Trừ phi là dùng phương pháp cổ xưa nhất, nhỏ máu nhận thân. Nhỏ máu? Ừ, đừng làm vậy mà. Làm vậy thì tổn thương tới lòng tự tôn của người ta đó. Đâu có phải là kêu ba nói với nó đâu chứ. Nè, làm bộ cắt đứt tay, rồi lấy máu của nó với lại máu của ba hòa chung lại là được rồi. Ây da, tập cái kiểu gì mà uống éo dữ vậy hả? Nè, ba, tiếp tay giùm đi. Nè con à. Gì? Trong chân mày của mày có một sợi lông màu vàng đó nha. Thiệt đó, đó là tượng trưng cho sự sống dài đó mà. Sống dài à? Nếu mà con muốn sống dài phải nhổ nó ra mới được đó. Vậy hả, vậy hả? Nè nè nè, đứng yên nha, để cho nhổ cho con nha. Một, hai, ba. Ê, con còn vàng. Chuyện gì vậy hả? Cái gì, cái gì? Ba, chuyện gì hả? Chuyện gì hả? Hả, ba, sao gắn kim đây vậy? Kim chuyên dân để trang sức đó mà. Thiệt à? Thiệt đó. Ê, coi cũng đẹp quá chứ. Đẹp lắm phải không? Rút ra thử nha. Nè, ba. Ba có sao không vậy? Thiệt à, cái kim này gắn dính đẹp lắm đó. Thôi rồi, coi. Ai nhường cho mày nè. Ai nhường cho mày nè. Để cho anh đút. Tao không lấy đâu. Tao nhường cho mày. Để cho anh. Tao không lấy. Ê, đau. Cái con tay dài quá hả? Cắt ra. Đừng có cắt mà. Đừng có cắt. Cắt nha. Không phải của tôi. Cũng không phải của tôi. Cũng không phải của tôi. Gì của ai vậy? Ủa? Của tôi đó. Bằng kẹo đâu vậy? Ê, ông là ai vậy? Ê, này nè. Là bạn của anh đó. Em sợ con gián hả? Có biết anh sợ cái gì không? Gì vậy? Anh sợ con ruồi đó. Ở đây có một con ruồi nè. Ba hả? Ruồi. Ba. Ê, con rùi nè. Con rùi nó bay qua mấy rồi. Để nó cho tôi. Chết rồi nè. Hey da. Em tin à. Cái đầu em chảy máu nè. Để anh chùi cho. Nè, đem đi rửa đi. Đi. Ê, lần này không có cắt được đâu đó nha. Nè, tiếp tục đá đi. Ây da, đúng là hòa lại đó. Phải rồi, cha nói là con của cha đó mà. Khi không là nhỏ giọt máu làm gì chứ. Cho nó biết được thì rất là ái ngại. Cũng tại con đa nghi quá thôi. Nè ba, làm sao mà đền bù lại đi? Vậy sao đối với nó phải tốt một chút đi. Phải ha. Siêu à, kiếm việc làm cho em tôi đi. Dạ, đứng dậy. Làm ơn tránh ra dùm đi. Cô Hai à, tôi có một tin vui với lại bốn tin buồn. Muốn nghe nào trước? Nghe tin vui. Con còn nhận được trên mạng cô. Như vậy mà còn nói là tin vui nữa hả? Con đừng không có đọc mà. Còn tin buồn gì nữa? Có con cái nó bò vô nách cô đó ha. Không mặc áo lót gì hết. Tối nay xem suốt nửa đêm nha. Nè anh à, mấy cô kia sao lại vậy chứ? Sao lại chơi như vậy hả? Dâm tiền đó mà. Tuần đổi hiệp. Tôi muốn đi đấy. Bên kia kìa, bên kia có toilet kìa. Anh hai tôi nói là ở cầu tiêu có chữ dài dài là bên nam, còn ngắn là bên nữ phải không hả? Phải đó. Rồi. Tôi dẫn anh đi. Nè. Tự anh lo liệu đi nha hả? Bên này dài nè. Vậy thì bên này đi.
Ờ. Nè nè nè, có biết ai ở trong không hả? Banana. Nè, anh làm cái gì đó? Đi đây. Bên này là bên con gái biết chưa? Có muốn tôi báo cảnh sát không? Tôi là BD đó. BD thì sao chứ? BD có thể vô bên con gái được sao hả? Đi ra mau đi. Cô nói chơi hoài. Từ nhỏ tới lớn bên trai bên gái tôi đi lộn xộn hết mà. Đâu hoài quở trách tôi đâu chứ. Đừng ích kỷ vậy mà. Trai gái gì cũng vậy thôi. Ừ. Giống nhau cái gì chứ? Bên đàn ông có chỗ đứng đáy, ở bên này có không? Cô nói chơi hoài. Bên trai đâu có chỗ đứng đáy. Cái anh BD này còn làm bộ nữa. Bên trai không có chỗ đứng đáy hả? Nếu không có thì sao chứ? Ây da. Được rồi, đi theo tôi vô đây. Vô đây. Cái này là cái gì hả? Ơi thiệt ha. Sao mặn khúc 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 vậy? Ê à, tại sao cô vô đây? Anh chàng này nè, hồi nãy vô bên nữ nói là không biết cái gì là chỗ đứng đáy, cho nên tôi dẫn ảnh vô đây để chỉ cho ảnh coi cái này là cái gì. Mấy anh nói cho ảnh nghe đi. Tôi đi đáy đã. Nè, anh làm gì đó? À, hay là dạy tụi tôi đáy làm sao đi hả? Dạy đi, dạy đi, đáy làm sao, đáy làm sao? Anh khúc nào thiệt. Làm gì đó? Đi. Không sao chứ hả? Không có gì hết. Ờ, chào anh. Anh đã đáy rồi hả? Đáy rồi. Anh không sao chứ? Tôi bị người ta đá. Đá đâu vậy? Còn gì nói cho anh biết. Ờ, có phải là chỗ này không vậy? Sao anh biết gì? Chỉ đoán vậy thôi mà. Nè, bây giờ con cá mập đã vô trống rồi. Có tin tôi kéo thằng Cùng nó vô trống hay không hả? Không tin. Vậy thì cá đi. Nếu mà nó chịu nổi 15 giây thì 2 thường 1. Nếu mà chịu nổi 30 giây thì 1 thường 1. Nếu chịu nổi 45 giây thì 1 thường 2. Nếu chịu nổi 1 phút thì 1 thường 4 hả? 1 thường 4 hả? Hay, nếu mà không có chuyện gì trở ra đó thì 1 thường 100. Gì vậy? Ê, bị cả mà không có giấy lâu. Làm ơn vô cầu tiêu lúc nãy lấy giùm giấy cho tôi đi hả? Hồi nãy vô trọng biết bên đó là nữ mà. Ê, tôi cũng biết như vậy. Trong công ty không có giấy vệ sinh, trong toilet nữ mới có. Vậy làm sao đây hả? Anh đi lấy giùm tôi đi. Thiệt hả? À, đúng vậy, anh Kiệt kêu anh nghe lời của tôi đó. Đi mau đi. Chuyện nhỏ thôi. Đặt đi. 15 giây. Mua đi, mua đi. 15 giây. Tôi cá con trai của anh vô nữ toilet ra được bao lâu sẽ trở ra nè. Sao đi con trai tôi ra cá chứ? Nếu mà có cá thì đặt tiền, không cá thì đừng có lên tiếng. Cá xong cá chứ? Bắt đầu, tiền tôi theo con thôi mà. Theo con tôi không có chuyện gì. Nè, tôi đặt mua đó. Bao nhiêu? Mua đó. Nha, làm gì đó? Đi đái đó. Anh có biết chỗ này là chỗ phụ nữ hay không? Có tình tôi báo cảnh sát không nè? Tôi là BD đó. Ơi, anh có biết trong năm nay tôi đã đánh chết 100 mấy chục thằng háo sắc giả bộ là BD vô trong toilet bên nữ hay không? Nè, đừng có giỡn chơi nữa nha. Sao lại như vậy? Sao lại vậy? Sao chết nhanh vậy? Trái tim cũng ngừng đập rồi kìa. Lần này chết chắc rồi. Không mong mấy gì tới tôi đâu. Tại anh nhào vô toilet bên nữ, đập đầu vô tường nữa mà. Cùng lắm là tôi làm ma chay đốt giấy vàng bạc cho anh nha. Anh đừng có trở về kiếm tôi nha. Không mong mấy gì tới tôi đâu. Không được, phải làm tỉnh bơ mới được. Phải làm tỉnh bơ mới được. Đừng có cho người ta biết mình vừa giết người. Hỏi gì vậy? Cô có thấy ai ở trong không hả? Người nào hả? Không có, không có, không có, không có. Không có. Không có ai à? Có gặp ai không hả? Không, giấy nè. Không xảy ra chuyện gì à? Đấy, trong cũng được mà. Nhưng mà trong không có giấy đâu. Vậy tấm này? Tôi vớt lên đó. Đừng có lo, tôi không khô rồi. Nè anh Kiệt. Em đi đâu cả đêm vậy? Đứng trước cửa đập hát thôi, nhìn con mèo rượu con chó thôi. Đứng coi cả đêm? Nó được cả đêm phải coi cả đêm chứ. Biết sao giờ?
Em coi, mang dài không mang vớ. Như vậy mới tiện mà. Tóc của em móc hết rồi. Khỏi cần đi tìm cắt tóc. Bước đi của em rất mau đó. Vậy thì khỏi đánh lộn. Em nói chuyện thường hay la lối đó. Thì con phải giống cha chứ. Em làm gì không được đâu. Cái tướng của em như vậy làm sao mà có tiền đồ chứ. Để chân xuống đi. Vậy có phải làm nhanh mới có tiền đồ không vậy hả? Ý à, anh của con dù sao cũng là cấp giám đốc mà. Sao nói vậy hả? Việc mà anh hay làm được á thì con có lòng tin là làm được mà. Nhưng mà còn việc của con làm nữa thì nay chưa chắc là làm được đâu đó ha. Ừ. Thật vậy à? Thiệt mà, thử làm thêm nha. Được. Được. Yeah! Đây không phải. Không phải. Không lý nào. Tại sao em kéo như vậy mà cái quần lót không rách chứ hả? Em đâu kéo quần trong chứ. Em mới mua mấy quần lót mới kẹp trong này thôi mà. Nghe. Em thiệt là xảo quyệt. Vậy không tính lần này đi. Có thể chơi vậy nha. Ngày mai anh giả làm tôi một ngày, ngày mốt tôi giả làm anh một ngày. Nếu người nào giả giống thì người đó thắng, người nào thua phải nghe lời theo người đó, được không? Nhớ giữ lời nha. Ê, làm gì đó? À không, hôm nay anh giả làm em mà, cho anh bừng quần áo mặc đó. Mặc đi rồi mình đi phố ha, đi. Tới lúc ngứa rồi ha. Đồng hồ của anh đâu? Đâu có, anh muốn gì đây? Không có đồng hồ mà còn hát cái gì chứ. Tới giờ rồi. Ngứa hả? Phải. Gãy đi. Không được, ở đây là chỗ công cộng. Vậy đi kiếm chỗ nào để gãy ngứa đi. Hay đó. Nè, anh xin lỗi nha. Em đã nói là không có ích gì đâu mà. Em chỉ hứa với anh là đi ăn cơm thôi, chứ đâu có hứa là xem suốt 9:30 đâu. Vậy hả? Xem xin đây cũng không được. Trước khi chết phải cho người ta một nguyện vọng chứ. Ok, anh đi mua vé nha. Anh hai, con kia có gì kìa. Hả? Anh hai à, lập được cái kiến nè. Tụi đem kiến đi bán nha. Bộ anh điên hả? Cũng may là mình nhanh trí. Ở đằng kia có một thằng cha điên kìa. Sao rồi bán này kỳ quá vậy? Tụi mình đi vô đi. Đi. Hay là bỗng nhiên lại không ngứa nữa. Nè nè, thôi mình về nha. Đi đâu mà gấp vậy chứ. Tôi mới gặp được hai cô gái đẹp này mà. Còn dư hai tấm vé nè, tụi mình đi coi hát đi. Thôi đi mà. Sao lại không đi chứ? Bây giờ đã có bộ cặp rồi. Nếu mà anh không đi theo tôi thì coi như là anh bị thua đó nha. Ê, suy nghĩ kỹ đi. Ê, thôi đừng mà. Thôi, tụi mình đi. Lại ở đây. Uống nước ngọt đi. Cảm ơn. Ê, ê, ở đằng sau kìa. Bây giờ người ta rất là cởi mở đó. Em coi kìa. Coi xin này thì coi đi, đừng có nói nhiều quá. Oh,
I'm telling you, people, this is it. This is the big event Donovan has been talking about. And I'm telling you, it's too big. Security on this thing is going to be maximum flux. More heat than at the mayor's funeral. Được rồi, đàn ông với đàn ông, em nhìn kìa. Ai, tôi mặc kệ người ta mà. Không nổi. Là anh. Anh đi. Đúng vậy. Anh theo dõi em. Em tới đây xem cine với anh. Anh em giải thích. Khỏi cần giải thích nữa. Si tình làm cho anh mất hết bổn tính. Đố kỵ làm cho anh nổ khí xung thiên. Mà bây giờ anh cũng không biết anh đang làm cái gì. Anh chỉ biết rằng anh yêu em thôi. Lạc nhiên. Anh hai uống ly trà đi. Được. Ông Trình, ông Cát Thôn và các người Tháp Tùng đã tới rồi. Mời vào đi. Tôi thấy hơi chột bụng đó. Tôi cũng vậy nữa. Kìa. Tôi cũng vậy. Nguy rồi, các ông khách nhật bụng đã lên tới rồi. Nè, anh đi cảm ơn nhật bụng đó, đừng cho họ vô nha. Tôi đi toilet đó. Tôi cũng đi. Nè, vậy em tỉnh hồn nha. Ê da, xin lỗi. Nè, ông Trình đâu rồi? Cái ông Trình ông kêu cô xuống dưới lầu lấy hết hồ sơ 3 năm nay của công ty Cát Thôn lên đi. Dạ được, xin mời các chị. Đừng có cười, nghiêm túc chút, ngồi đi. Cô đi đâu đó? Ông Trình kêu tôi xuống lầu 7 lấy hết hồ sơ của ông Cát Thôn lên đây. Ông Trình vừa mới đi toilet đó. Vậy hả? Ông kêu tôi lên đây chiêu đãi ông Cát Thôn. Bây giờ ai trong đó? Bây giờ chúng mình bàn hợp đồng đi. Ông có quyền là không nói, nhưng những lời mà ông nói ra thì tôi coi giống như là ông không có nói. Ông có biết bản hợp đồng của mình bao nhiêu tiền không? Biết, là 1 tỷ 180 triệu đô la Hồng Kông. Ông cho tôi hả? Phải. Đưa đây. Bây giờ? Không có hả? Vậy nói gì? Có. Xin lỗi, ông là... Đàn ông đang nói chuyện này mà xíu vô làm gì chứ? Thiệt quá đáng rồi, tôi chết thì thảm đây nè. Tôi phạt cô 5-8 giờ không được nhúc nhích nha. Nhúc nhích tôi đánh cô đó. Hồi nãy nói tới đâu? Các anh phải ráng học theo nhân viên hành chính ở Hồng Kông. Rất có quài thế đó. Không ngờ ngoài những người Nhật Bản của chúng tôi ra, những người Hồng Kông của các anh cũng có khí khái là một đấng nam gì. Chuyện nhỏ thôi mà. Hôm nay nhóm họp, chúng tôi hy vọng sửa hợp đồng thành 1 tỷ 110 triệu. Đồng thời hy vọng phía bên các ông, ngoài việc xây các trung tâm thương nghiệp to lớn ra, còn phải vô điều kiện ưng thuận với chúng tôi xây cất một trung tâm khăn lạc cho chức viên. Trung tâm khăn lạc? Tức là đồng ý hả? Hả? Bộ tụi chúng tôi sẽ vì tiền mà làm ô nhục phụ nữ sao hả? Ý của tôi là... Hả? Còn muốn cứ kiếm gái cho mấy ông nữa hả? Ê, thì là khốn nạn quá đi. Để trừng phạt với tên dâm bộ dùng bổng này hả? Phạt thêm 200 triệu nữa. Tôi không phải dâm tặc đâu. Không dâm tặc quay phim con heo. Không phải là tôi quay đâu. Không quay nhưng mà có xem không? Có. Phạt thêm 200 triệu nữa. Tại sao lúc trước dám xâm lược Trung Quốc hả? Không phải tôi, là ông nội của tôi. Ông nội cũng phạt thêm 200 triệu nữa. Hồi trước vụ giết người Nam Kinh có tham gia không hả? Tôi chưa có sinh ra mà. Sinh ra để gì phạt thêm 200 triệu nữa? Ông Cát Thôn, tại sao người Nhật chừng đảo đứa ngu của chúng tôi hả? Tôi không phải là người Nhật Bản. Vậy ông là gì? Má của tôi và người Âu Châu sinh tôi ra đó. Như vậy là tạp chủng à? Tạp chủng làm ăn gì nữa chứ? Phạt thêm 700 triệu nữa. Chúc mừng. Thế nào? Hợp đồng nó làm xong rồi. Tập đoàn Cát Thôn đã ưng thuận cho 15 tỷ chúng ta xây trung tâm thương nghiệp bán hàng hóa. Chỉ có 2 tầng là được rồi. Thang máy toilet đó không có không sao. Tóm lại trong nửa năm không sao là được rồi. Hợp đồng đi. Ông Cát Thôn.
Ông Trình à, cứu mạng. Nè, em làm gì vậy? Tôi làm như vậy là hoàn toàn lợi ích công ty thôi mà. Không phải là dạy tôi vậy sao? Anh đâu có dạy em đánh người ta. Đâu có đánh người ta. Nè, nó có đánh không? Có. Có hả? Có hả? Tôi có đánh hả? Tôi có đánh hả? Có không hả? Có đánh không? Có đánh không hả? Có đánh không hả? Có đánh không vậy? Tại sao đánh người ta vậy hả? Nghe ông nói là không có sao? Ông cắt luôn à? Mau kêu người bắt thằng điên đó đi. Thằng điên đâu tôi bắt cho. Hey da. Ông Trình à, chuyện hồi nãy xin lỗi nha. Khỏi phải nói nữa. Hai anh em ngày mai khỏi phải tới làm. Ông già nói chuyện cần thận chút nha. Các anh nghe rõ chưa? Tôi không thể giúp các anh đâu. Chuyện gì? Có chuyện gì đó? Tại sao lại như vậy? Các ảnh sử dụng khách của công ty. Bà quen báo cảnh sát. Đừng có thảo luận ở đây nữa. Ông Trình à, tôi hiểu. Tôi không biết dạy em tôi. Cho dù ông không đuổi chúng tôi thì chúng tôi cũng xin từ chức. Xin lỗi. Đi về. Kêu cảnh vệ lên đây coi chừng hai anh em lấy đồ. Ông Trình, nè, chú khỏi phải nói. Chú Sa, chú là người lão thành trong công ty chúng tôi, giúp chúng tôi mấy mươi năm rồi. Chuyện này tôi không trách chú đâu, nhưng mà chú khỏi phải nói. Tôi không có ý gì để nói đâu, hoàn toàn bởi vì lỗi hai đứa con của chúng tôi. Nhưng tôi chỉ xin nói ba tiếng thôi. Cái gì? Tôi từ chức hả? Ba, chỉ còn hai tháng nữa ba về hưu rồi mà. Ba làm vậy mất 200 mấy chục ngàn đó. Không biết sao xảy ra chuyện gì nữa. Không có sao đâu. Không có số tiền hồi hưu mình cũng sống được vậy mà. Hai đứa con bị đuổi rồi, chắc còn mặt mũi nào đây chứ. Cùng lắm là hai bữa cơm với rau với muối thôi mà. Trong gia đình chủ yếu là phải vui vẻ thôi, phải không hả? Ba.